Vũ Hồng đang ở góc đường Cao Thắng với đường 3 tháng 2 ha. Phía trước bên trái mình là căn hộ Hà Đô Sentosa. Khu nhà ở cao tầng, cao cấp cao tầng của Hà Đô nằm ngay đường 3 tháng 2 với đường Cao Thắng, gần công trường Dân Chủ. Và đoạn đường 3 tháng 2 đoạn này là kinh doanh rất là sầm uất luôn nha. Và giá nhà ở khu vực này cực kỳ cao. Ở đây có rất là nhiều cái siêu thị, cửa hàng thời trang, cửa hàng áo cưới và cửa hàng dạng sang của chú chị. Và bên tay phải mình là siêu thị Vincom. Trước đây là City Mart, nay là siêu thị Vincom. Và cuối đường 3 tháng 2 là công trường Dân Chủ. Cuối đường 3 tháng 2 là công trường Dân Chủ, giao giữa đường Cách Mạng tháng 8, đường 3 tháng 2, đường Nguyễn Quốc Nguyên, đường Lý Chính Thắng, đường Võ Thị Sáu. Và đây là mình đang đi trên đường này là đường 3 tháng 2 ha. Bên tay phải mình là đường Nguyễn Quốc Nguyên và phía công an quận 3. Và đường phía trước mặt mình là đường Cách Mạng tháng 8. Bên tay phải mình là công an quận 3, bên trái là gặp H126. Và trước mặt mình là ngôi trường Lê Lợi ha. Và cái đường phía quận 1 chạy về là đường Võ Thị Sáu. Còn con đường từ phía quận 3 chạy qua đây là đường Lý Chính Thắng. Đường mình chạy xuyên về ga Hòa Hưng là đường Nguyễn Quốc Nguyên. Còn đường phía trước mặt mình đây là đường đang giải phóng mặt bằng để làm tuyến metro số 2 ha. Ở mặt tiền đường Nguyễn Quốc Nguyên có một căn nhà đang cần bán. Nhà có kết cấu một trệt với 4 lầu, nhà mặt tiền. Ở dưới trệt nếu mình cho thuê thì cũng được 13 triệu một tháng. Và mỗi phòng ở trên lầu là mình nếu mình cho thuê thì được 3 triệu một tháng. Mình để nguyên hiện trạng, mình cải tạo lại thì mình sẽ cho thuê cao hơn ha. Và chủ nhà đang kêu bán căn nhà 29 đường Nguyễn Quốc Nguyên này với mức giá là 5 tỷ 600 triệu đồng ha. Giá này còn thương lượng nha cô chú anh chị. Và giá này chủ nhà chỉ bán trước khi chủ nhà sửa lại ha. Nếu mà chủ nhà sửa lại rồi thì chủ nhà sẽ cho ra cái giá khác nha. Nhà gồm một trệt, một lửng, cái lửng làm thành một lầu, có giấy hoàn công luôn. Nhà có 3 lầu và đúc toàn bộ bằng bê tông cốt thép. Giấy của quyền hồng hoàn công đầy đủ hết. Mua bán sổ hồng chỉ công chứng sang tên. Và xem như đây là một căn nhà có giá tốt ở phân khúc hơn 5 tỷ một chút xíu. Và nhà mình thì giấy tờ chủ quyền hồng hoàn công đầy đủ. Nếu cho thuê trọn vẹn để hiện trạng là 25 triệu một tháng ha. Bây giờ mời cô chú chị bạn xem video review nhà. Đường Nguyễn Quốc Nguyên này nhà cao lầu không ha. Đó, cái căn của mình là cái căn chung với bên nhóc đó, cô chú anh chị bạn thấy không? Đó, cái căn mà chữ mô tuôn đó. Đó, kế bên cái bi nhóc nè, bi nhóc này lúc trước nó dài tới qua bên phía bên nhà mình luôn. Nhưng mà nay là không có thuê nữa, mình không có cho thuê nữa. Nên là mình sẽ cái bi nhóc mới làm cái bảng hiệu giật ngắn lại. Nếu mình cho thuê là người ta thuê là ở dưới trệt, không thuê là 15 triệu một, 13 triệu một tháng nha. Mỗi một tầng 3 triệu nữa, mình cho thuê khoảng được 25 triệu để nguyên hiện trạng luôn. Căn này sẽ cho thuê được 25 triệu một tháng cô chú anh chị. Bây giờ chú Hồng sẽ qua đó review cho cô chú anh chị bạn xem ha. Nhà này thì nói chung là cũng cũ, về mình sơn sửa lại ha. Từ ngoài vị trí đó vô đây là 13 căn nhà. Từ cà phê Trung Nguyên vô 1, 2 căn, 3 căn, 4 căn, 5 căn, 6 căn, căn thứ 7 ha. Nhà mình ngay đây có cái lửng, nhưng mà trong giấy tờ cái lửng là làm thành cái lầu rồi. Nên hiện tại là nhà cái lầu mọ, cái lửng là thành cái lầu luôn rồi ha. Và lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4 và cái mái che thang đúc bê tông cốt thép nằm trên luôn nha. 29 đường Nguyễn Quốc Nguyên, chiều ngang là 3m6, chiều dài là 6m ha.
cái ban công của mỗi tầng lầu, từ lầu 2 á, lầu 1 thì nó có tấm đan ra thôi, nó lửng là lầu 1 có tấm đan thôi, còn lầu 2, lầu 3, lầu 4 và sân thượng đều lấn ra được khoảng 1 mét nha cô chú anh chị, khoảng 1 mét hết ha. Hiện tại thì nhà mình có giấy tờ hoàn công đầy đủ, những căn mới thì nó xó xây, rất xó xây cao như thế này, do chiều sâu nó ngắn, giờ cái quy chuẩn xây dựng nó khó nên không có xây cao được. À, giờ thì có những căn cũ có hiện trạng thì có giá trị ha. Ở nhà mình có hoàn công đầy đủ, mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên nha. Bây giờ chú Hồng sẽ qua đó review cho cô chú anh chị bạn xem toàn bộ luôn ha. Nếu mình cho thuê toàn bộ cái này là được khoảng 25 triệu tháng nha. Ở dưới chợt là 13 triệu và mỗi một tầng là 3 triệu á. Lúc xưa là chủ đang cho thuê 3 triệu rồi à, lấy lại đó, cho thuê 2 tầng và chủ ở 2 căn bên trên. Hiện tại thì đang lấy lại hết rồi. Đó, cô chú anh chị bạn mua giữ tiền thì rất ok. Vỉa hè mỗi bên thì khoảng 3 mét rưỡi ha. Đó, lòng đường đây ha. Đó, hướng về ga Sài Gòn. Và đây phía trước nhà mình nè. Hiện tại thì nền nhà mình đang cao hơn cái mặt vỉa hè này là khoảng 5 tấc ha. Và nhà mình thì xài cửa sắt. Khu vực cực kỳ sung túc luôn nha cô chú anh chị. Chiều ngang 3m6 và chiều sâu vào là 6m. À, cái lửng nhà mình đó là ra tới đây. Ở ngoài này là gác gỗ. Cái này là thể hiện luôn trên sổ luôn nha. Thể hiện luôn trên sổ luôn ha. Từ nhà đúc bê tông cốt thép rất là chắc chắn luôn. Đó, gác gỗ này là thể hiện trên sổ luôn ha, hoàn công đầy đủ luôn nha. Có phần trong là từ đây nè. Đó, mình nhìn ha, từ đây vô đây. Bên trong đây thì có cái nhà vệ sinh. Bên trong đây có nhà vệ sinh. Nó cúi đuôi từ đây ha. Chiều sâu nhà mình là 6m, chiều ngang là 3, chiều sâu là 6m và chiều ngang là 3m6 nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị bạn có nhu cầu mua căn nhà cho thuê thì ở phân khúc này là cho thuê rất hợp lý luôn ha cô chú anh chị. Rồi mời cô chú anh chị bạn lên trên lầu ha. Mình nhìn lại không gian ở dưới chợt nhà mình một lần nữa ha. Xin nhắc lại là nhà đúc bê tông cốt thép cực kỳ chắc chắn luôn nha. Cái phần này lạng lên đây là đó, đồng hồ nước ở đây hả. Và phần này là cái nhà vệ sinh của mình đó, cầu thang đúc bê tông cốt thép này ha. Đồng hồ lúc trước là cho thuê phòng á, nên mỗi một tầng gắn đồng hồ riêng. Phần này là phần gác gỗ này có thể hiện trên sổ luôn nha. Đây cái lửng ngoài nè, mình nhìn cái lửng nè ha, đây là cái lửng ha. Đây cái lửng nhà mình ha. Cái lửng này thì có gác gỗ luôn nha, mình làm ra gác gỗ nè, có thể hiện hoàn công trên sổ luôn nha cô chú anh chị. Nè, đây là sino đúc nè, ở trên tầng lầu là sino đúc nè, cái đà kiền rất là chắc luôn ha.
Và cái lẫn này cũng có nhà vệ sinh luôn, nhà vệ sinh khá lớn nha. Đó, đà đúc nè, cô chú chị bạn nhìn đà đúc nè ha. Và đây là cái nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh khá lớn ha. Nếu cô chú chị bạn muốn giật cái nhà vệ sinh này lớn thì mình xây giật vô tới đây nè, làm nhà vệ sinh nhỏ thôi, nhỏ phần cho tới đó thôi, thì cái khu này nó sẽ lớn hơn nè. Cái tường này nó không chịu lực nha. Cái phòng ở lửng nè. Rồi, mình đi lên trên lầu nha. Cầu thang đoạn này là đúc bê tông cốt thép nha cô chú anh chị. Đá xài bằng đá mài ha. Đá mài nha. Mỗi một tầng là có đồng hồ riêng mình cho thuê, lúc trước cho thuê mỗi một tầng là 3 triệu đó, cô chú anh chị. 3 triệu để cũ về cho thuê. Còn nếu mà mình muốn cho thuê nhiều tiền hơn, mình sơn sửa lại gắn đèn được rồi ha. Đó, đi lên nè, đi xuống nè. Và đây là cái nhà vệ sinh. Phòng nào cái nhà phòng nhỏ nhỏ như nhà vệ sinh thì khá lớn á cô chú anh chị. Nhà vệ sinh thì khá lớn luôn nha. Cầu thang đi lên nè, nhà vệ sinh nè, cầu thang nè, đi lên nè ha. Rồi nhà vệ sinh bên đây nè, nhà vệ sinh khá lớn luôn ha. Dài ra đây, mỗi phòng nhà vệ sinh nó có van nước riêng nè ha. Ở phòng ngoài nè. Cô chú gì bạn nhìn ha, thử từ trong đây ra nè. Của mình là nếu mà tầng 2 là nó dài từ trong đây nè nha. Đó, bên đây nè ha. Nó dài qua đây. Mà nó dài lên tới đây. Qua đây. Ra ban công này luôn ha. Lấn ban công ra ngoài này luôn nè. Đó, lấn ra ngoài nè. Lấn ban công ra nè ha. Mình dễ thích thì mình về mình làm lại cái khung này là rất là ok nha cô chú anh chị. Và cái hướng này là view về công trường dân chủ ha. View này về công trường dân chủ nè. Ở phía ngoài này là còn cái bồn hoa nữa nè. Bồn trồng hoa nè ha. Ở đây giờ mình có hiện trạng vậy là mình giữ là ok. Còn nếu mà những cái nhà mà cấp 4 mà không có hiện trạng là khó xin chi sao dính quy chuẩn á. Xe buýt chạy ngang, xe buýt số 7 chạy ngang qua nè. Đó, cô chú chị bạn nhìn ha. Hướng này là đi về ga Hòa Hưng nha. Nhà mình còn ở trên nữa nha. Đó, nhìn xuống nè. Cô chú chị bạn thấy cái tòa nhà cao cao đó là ngay chỗ công an quận 3. Đó, chiều dài nhà mình từ đây nè, ngoài này nè ha. Nhà mình đúc bê tông cốt thép cực kỳ chắc luôn á. Đó. Đà nè, nhìn đà nè ha. Cái trần á 4 tầng nhưng mà nhìn rất cực kỳ cao luôn nha, chứ không phải thấp đâu nha, nè. Nó nhìn từ ngoài là từ trong mí tôn đó ha. Từ ở trong mí tôn đó là từ trong mí tường đó ha. Dài dài ra đây. Ra ngoài này luôn nè. Thấy không? Sàn này thì đang ốp gỗ nè cô chú anh chị. Sàn đang ốp gỗ nè. Ốp gỗ á, nó vừa do người ta dọn nhà đi á. Nó đúc rất là chắc luôn á, cô chú anh chị bạn để ý cái nhà nè. Cực kỳ chắc luôn, về mình sơn phết lại là nó rất là chắc luôn nha. Rồi mời cô chú chị bạn lên trên lầu tiếp ha. Mình đang ở lầu 2 nha. Và đi lên lầu 3. Cầu thang nè ha.
Phía sau lưng này là còn khoảng hở khoảng 3 tấc. Nói cầu thang mà đi lên này ha, cũng khá dễ nha. Này cầu thang đi cũng khá dễ á, chứ không khó, đúc bê tông cốt thép mà, đá mài. Mà tầng này lúc trước là chủ nhà ở nè. Đây là nhà vệ sinh. Nó dài từ đây ha. Đây thì do chủ ở nên là không có đồng hồ riêng. Ở dưới là có đồng hồ riêng. Ở đây chỗ để máy giặt. Và phía sau nhà mình là cái khoảng tường khoảng chừng 3 tấc này ha. Cách khoảng tường với nhà bên kia là cái khoảng hở khoảng 3 tấc các cô chú chị ha. Sài Gòn này đất rất đất vàng nha. Và từ trong nhà nè, dài qua bên kia. Đó, dài ra phía ngoài nè, cái phòng phía ngoài nè ha. Đó, cô chú chị bạn nhìn ngang nè. Từ đây qua nè, hai miếng gạch nè. 4 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 miếng nè. 11 miếng gạch là 3m3 với 2 bức tường nữa ha. Nói chung là 2m6 á, tường này có dán á. Nè, dán nó ấn ra ngoài miếng này ha. Rồi, mình nhìn lại này ha. Bắt đầu mình nhìn lại nè, từ trong ra ngoài này nha. Đó, từ trong đó đó, thấy không? Ra ngoài đây ha. Phòng khá rộng nha. Và nhìn xuống dưới nè. Đây cô chú chị bạn nhìn qua bên kia, thấy không? Hướng này là hướng di chuyển về ga Hòa Hưng ha. Ở đây mình ngoài cái ban công mình lấn ra thêm đây được, là còn có thêm được cái, có thêm được cái chậu trồng hoa nè. Xưa làm được chứ giờ đô thị dễ gì làm được cái chuyện này. Lấn vòng ở kia, ngoài kia là công trường dân chủ cô chú chị. Ngoài kia là công trường dân chủ. Ở đây tính ra là lầu 3 rồi đó. Tầng 4 rồi đó. Tầng trệt, tầng 2, tầng 3, tầng 4 rồi đó. Nay mới lầu 2, cái lửng lầu 1, lầu 2, rồi lên lầu 3, máy chơi thang nữa. Đó, rất là cao rồi ha. Nhà này đúc rất chắc chắn luôn nên cô chú gì bạn để ý nè, trên đây nó còn lấn ra thêm nữa ha, đây nó còn lấn ra thêm nữa nè. Đó, đây nó còn lấn ra thêm nữa nè ha. Ở trên máy chơi thang nữa nha cô chú anh chị. Trần nhà mình nhìn thử ra từ dưới lên trên nè. Khá cao luôn nha. Khá cao luôn ha. Mặt tiền đường Nguyễn Quốc Nguyên, số 29 đường Nguyễn Quốc Nguyên ha. Rồi đi tiếp lên trên. Cầu thang vẫn là cầu thang đúc bê tông cốt thép nha cô chú anh chị. Nhìn cái đà đúc là rất chắc chắn uy tín luôn nè. Ở đây là lầu 3, là tầng lầu 4 á, tầng 3 lầu 4. Ở đây thì có lối đi lên trên nữa nè. À, nếu nói lên trên ngay đây nè, lên máy chơi thang nằm trên đó đó cô chú anh chị. Máy chơi thang nằm trên đó đó. Nè cái kho nè. Vô đây cho cô chú anh chị bạn xem. Nè cầu thang đi lên trên máy chơi thang. Cái máy chơi thang này ở trên đây là đúc bê tông cốt thép luôn nha, đi lên trên này được nha. Ở trên đây là máy chơi thang đúc bằng bê đúc bê tông cốt thép. Chủ nhà đi lên bằng cái cầu thang này nè. Đó, chủ nhà đi lên bằng cái cầu thang này nè. Đó, mỗi cái chỗ là có cái nước riêng hết, mỗi tầng là chủ nhà làm cái đồng hồ nước riêng hết. Đó, lối đi lên nè. Đó, cái lối đi lên nè ha. Đó, lối lên nè, nhà thì đúc bê tông cốt thép, nhìn nhà này ở trên nè, nó đúc rất là dày luôn ha. Cô chú chị bạn nhìn nè ha, nó rất là dày luôn nha. Đó, dày cực kỳ dày luôn. Đó, ở trên đây máy chia thang đúc bê tông cốt thép.
sau lưng khoảng nhà mình là còn khoảng hở khoảng 3 tấc ha. Đi lên trên đó không được. Đây tầng này nè ha, cô chú chị bạn nhìn tầng này nè ha. Thì nói chung là mình muốn đi lên đường này cũng được, mình làm cái đường này đi lên cũng được nha. Đường này cũng đi lên được luôn nha. Nhà này cũ cô chú chị bạn về sơn chữa lại thì quá ok. Nhà mình nó lồi ra hơn cái nhà này là khoảng 5 tấc nữa nè. Thấy không? Bên đó là đường Nguyễn Quốc Nguyên chạy về hướng ra Sài Gòn. Nhà cũ nhưng nhìn bê tông cốt thép rất chắc chắn. Cái máy dòm lên trên đúc vòng tròn này, vòng cung nè. Đúc vòng tròn, vòng cung đây ha. Mà mình nhìn xuống đường nè. Đây mình nhìn xuống đường nè ha. Đằng kia là công trường dân chủ nha cô chú anh chị. Đằng đó là công trường dân chủ ha. Ở đây mình nhìn là thấy tòa nhà Bitexco nè. Tòa nhà Bitexco đó cô chú anh chị. Khu vực lân cận xung quanh mình đây ha. Bên đây Đại học Sư phạm cơ sở 2. Cái tòa nhà Prima đó. Ban công mình phía ngoài nè ha. Ở đây là có thêm cái bồn hoa nè. Cô chú anh chị bạn nhìn ha. Rất cao ha. Đây mình nhìn về công trường dân chủ nè. Còn bên kia là đường Cách mạng 8 đã đập vô một đoạn rồi cô chú chị bạn nhìn thấy không? Bên kia là trung tâm tiệc cưới Capella, khu cao tầng Hà Đô, tòa nhà Viettel. Đường Cách mạng 8 này đang đập để nới rộng vô đó cô chú chị. Nhìn nhà người ta đập vô người ta làm lại đó. Nó giật vô rất là nhiều luôn ha. Nhà mình hướng đông là sân bắc nha cô chú anh chị. Và căn nhà này có giấy chủ quyền hồng và đào hoàng công đầy đủ ha. Ở trên đây là đúc bê tông cốt thép. Cô chú anh chị bạn để ý trên đây đúc bê tông cốt thép rất là kiên cố và chắc chắn nha. Đó mình để ý nè. Trên đây đúc bê tông cốt thép nhìn nè. Nó còn chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn. Ở trên này là máy đúc bê tông cốt thép luôn nha cô chú anh chị. Đúc bê tông cốt thép luôn đó. Máy dòm cũng đúc bê tông cốt thép luôn ha. Rất là kiên cố ha, chắc chắn nha. Đó, từ nhà mình nhìn ra ngoài kia là công trường dân chủ ha. Đó, công trường dân chủ, xe đang di chuyển qua lại đó cô chú chị. Đó, xe cộ đang di chuyển qua lại đó. Cô chú anh chị bạn vừa theo dõi Vũ Hồng review xong căn nhà ở địa chỉ số 29 đường Nguyễn Quốc Nguyên ha. 29 đường Nguyễn Quốc Nguyên, phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà mình á là có kết cấu một trệt, một lửng, cái lửng đã làm thành một lầu rồi. Và ba lầu, kiểu như một trệt bốn lầu và máy cây thang đúc như thế này. Đúc bê tông cốt thép toàn bộ luôn ha. Và căn nhà này thì có hướng chính là hướng đông. Và căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là 5 tỷ 600 triệu đồng nha cô chú anh chị. Giá này có bớt chút đỉnh ha. Và nếu như cô chú anh chị bạn có nhu cầu mua một căn nhà mặt tiền để cho thuê thì mình hãy mua căn này nha. Căn này nếu như mà mình để hiện trạng về cho thuê là 25 triệu một tháng. Và có người cam kết nếu như mà mình mua và mình cho thuê người ta bao thầu lại mình là 20 triệu luôn. Còn nếu mình cho thuê tự cho thuê là 25 triệu một tháng đó cô chú anh chị. Tại vì ở dưới chợ là người ta sẵn sàng cho mình thuê người ta sẵn sàng thuê mình á với mức giá là 13 triệu một tháng luôn đó cô chú anh chị. Nếu như cô chú chị bạn có nhu cầu tìm hiểu căn nhà này thì cứ liên lạc Vũ Hồng ha, qua số điện thoại 0933797979. Vũ Hồng sẽ trực tiếp mở cửa cho cô chú chị bạn xem nhà và gặp trực tiếp người có cái khả năng người mà chủ hiện tại để mình lừa làm việc thêm về phương thức thanh toán đồ ha.
Rồi, khó gì kiếm được một căn nhà quá ưng ý như thế này. Rồi Vũ Hồng cảm ơn cô chú anh chị bạn. Rồi Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn ở những cái video review nhà lần sau nha.